Dịch thi đấu loạt trận thứ 5 của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đang thu hút sự chú ý với tình hình của Messi, người đã vắng mặt trong các trận đấu của Inter Miami trong gần một tháng. Điều này dấy lên lo ngại về thể trạng của siêu sao Argentina trước cuộc đối đầu với Uruguay. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã xóa tan mọi nghi ngờ, khẳng định Messi đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. Huấn luyện viên Scaloni nhấn mạnh rằng Messi đã tập luyện tích cực và hiệu quả trong thời gian qua, dù chỉ ra sân một trận trong 25 ngày. Đồng thời, ông cũng bảo vệ Messi trước những tranh cãi về việc giành quả bóng vàng, khẳng định cậu học trò xứng đáng với danh hiệu này. Cuối cùng, huấn luyện viên Scaloni đề cập đến tương lai của Messi và Di Maria trong màu áo đội tuyển Argentina, nhấn mạnh rằng họ vẫn còn nhiều đóng góp quan trọng trước khi Copa America 2024 diễn ra.